Hello xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT xin chia sẻ với các bạn những món hot buy cho tháng 5. Nghĩa là mỗi tháng Costco chỉ có một tuần lễ để sale thôi. Cái này không có giống như trong cái coupon book mà người ta hay gửi về cho mình là người ta sale trong vài tuần, còn cái này là chỉ có một tuần lễ mà thôi nha các bạn. Hiện nay á là người ta sale những món nào và sẵn video này KT sẽ chia sẻ cái cách cho các bạn book Xe, mình thuê xe qua Costco và giá rẻ như thế nào luôn nha Và khi mà đến Cali bạn không biết ở đâu Như là khách sạn ở đâu thì Katie sẽ chia sẻ cái khu nào Nó gần với lại cái khu châu Á hay là cái khu sa Để cho các bạn biết những cái khu nào mà sạch sẽ, an toàn á Bước qua bên Costco thì nó cũng sẽ rẻ hơn Và xe cũng ok, giá cũng phải chăng nha các bạn Thì trước hết là Katie chia sẻ với các bạn là Hiện tại là 15 tay sẽ hết mỗi tháng các bạn sẽ nhận một cái cuốn coupon nếu mà bạn là membership của Costco thì cái cuốn coupon nó thường thường là nó có khoảng 3 4 tuần á là nhưng mà khi mà nó hết rồi nó hết hạn thì Costco sẽ cho một cái sale khác để mà giống như là encourage muốn cho nhiều người tới mua trong cái thời gian mà cuốn coupon nó chưa có ra thì người ta sẽ cho mình cái giá sale thì những cái món hàng này là ở trong tiệm nha các bạn đây nè người ta để nè in warehouse hot buys nè là ở trong tiệm nhưng mà cũng có nói là cái giá nó sẽ khác nếu ở Alaska, Hawaii hay Puerto Rico nè các bạn thấy warehouse only nè thì hiện tại người ta bán nè cái blueberries là 499 còn cái thịt gà mà người ta làm cái món enchilada cũng ngon lắm là 3 đồng off nè còn thịt bò New York steak mà có USDA luôn nha các bạn 12 đồng 99 cái giá này mình thấy tương đối là rẻ Thịt bò trong Costco bán ngon các bạn Cái bánh này mình rất là thích Mà làm đẹp lắm các bạn ơi Cái loại này là uh, nó mềm mềm Và nó giống như là nó có sữa trong đó đó Ngon lắm mà mềm thơm lắm Mà có 12 99 chín chín thôi Mà cái bánh này to lắm nha Mình làm cái này là thành sinh nhật cũng được luôn Nó dài hình chữ nhật Và ai mà thích ăn kem mùa hè nè Công nhận cái kem này ngon nè Mà có 10 đồng 99 chín chín thôi Mà tới 12 cái luôn nha các bạn Mà có nó đủ vị trong đây ngon lắm còn cái loại này là loại tỏi mà tỏi bột mà trong đó có gia vị để mà mình nướng uh, giống như thịt đó các bạn Thì đang hiện tại sale có 4 đồng 89 sen thôi Mấy cái meal giống là đồ ăn, thức ăn á, mà làm thành package rồi các bạn Thì ở đây á, là nó đang giảm giá 50 đồng off còn có 9 đồng 99 thôi bạn cái này thật khi chưa có ăn thử nếu mà bạn nào mà đã thử qua rồi mà ngon hay không thì các bạn cho khi biết với nha để mai mốt khi mua về khi thử rồi review với các bạn luôn có những món mà mình thấy ăn không ngon thì mình không có muốn thử các bạn ơi <laughs> nhưng mà có nhiều lúc đó, mình chưa có biết nó như thế nào mà chưa có bạn nào review cho nên khi mua về review còn nếu mà bạn nào đã ăn qua rồi thì cho khi xin review với nha cái này là food supply trong đây á, là supply là ở trong đây là có đồ ăn sẵn giống như cho emergency ví dụ động đất là gì đi thì ở trong đây là nó sẽ có những cái package nhỏ nhỏ để cho mình uh, có thể sinh tồn á các bạn thì đây là 99,99 ,99, mà tới 200 lọ package luôn wow ai mà thích mấy dạng spa mà có nước như thế này nè để ngoài uh, giống như là patio đỡ các bạn enclosed patio đỡ thì đây một ngàn đồng qua wow, một ngàn đồng off luôn nhưng mà tính ra là cũng khoảng bảy ngàn cộng thuế ha wow wow cái cây dù này cái cây dù này mà có đèn luôn nè các bạn ơi off tới 150 đô luôn Vậy là còn có 700 đô à Cái này là mình thấy là giá này ok nè Bởi vì lâu lắm rồi mình không thấy cái này nó sale luôn nha Mà có cái cục ở dưới đây luôn nè Rolling base luôn nè Tại vì không có cái cục này nè Cái cục này nó nặng nè Không có là nó dễ ngã Ví dụ gió rồi đó các bạn Rồi bạn nào mà thích ăn keto nè Cinnamon toast cereal Cũng sale luôn 7 đồng 49 Wow thùng rác cũng sale luôn Thùng rác này loại nhỏ thôi nha Không phải to nha các bạn Này là 6 lít 29 99 đẹp nè dễ thương này chắc để ở trong phòng tắm nè người ta để nè bath nè ồ oh, galaxy phone cũng đang giảm giá nha phone s 22 ultra 5 gb 128gb 1.000 đô mà phải là verizon ồ oh, tôm cũng đang giảm giá nè các bạn ơi tôm đang còn có 11 đồng 59 xem mà loại 31 tới 40 thì cái này cái size này cũng ok đó mình làm để mình uh, chiên cơm hay là mình có thể uh, xào với lợi đậu que cũng được giá này ok đó. Mình thích cái là cái tôm này á là nó sạch lắm các bạn. Wow. Rồi cái này cũng được 100 đồng off nè cái quạt nè. Quạt này mà loại mình giống như là làm cho mát á. Ví dụ mình không muốn xài máy lạnh thì mình có thể xài quạt này nó không phải là loại quạt bình thường ở trên uh, giống như là hoạt đứng bình thường nha mà nó phát ra cái hơi lạnh đó các bạn Soculon hiệu này đang giảm giá nguyên cái bộ nồi này còn 179 giá này là ok nè rồi cái này là treatment cho con chó nè mấy cái loại mà bị bệnh nào giống như là uh, những cái bệnh uh, của những mấy con chó với con mèo nữa các bạn đây cái này thì khi chưa bao giờ sử dụng qua nếu mà được thì bạn nào có thể review dùm cho KT để cho những bạn nào mà à, đang có nuôi uh, chó và mèo á, thì có thể nhìn thấy để xem có nên mua hay không. Còn cái này là air fryer, air fryer này hiệu Ninja 40 đồng off, nó có hai ngăn hai bên luôn mà nhìn thấy to ha. Tại vì có thể để nguyên con gà bên đây rồi nướng rau cải nữa. Wow. Bạn nào có cái máy này nè, Air Fryer xin cho Katie review với Rồi cái này chả giò, chả giò chay này mình nghe nói ngon lắm nè Mà mình chưa ăn thử nè Hôm bữa vô trong Costco người ta có cho ăn thử Nhưng mà Katie không có ăn thử Tại vì uh, cũng hơi bận cho nên không có ghé Bạn nào mà ăn thử cái chả giò này ngon đó, xin chia sẻ với Katie với nha Mấy bịch chip cũng đang sale luôn Trail Mix cũng đang sale Cái này ăn ngon nè các bạn nó có mấy cái hạt nứt giống như là uh, đôi lúc mình muốn ăn cái gì mà nó có đầy đủ dinh dưỡng mà snack á, thì cái này cái này cũng nổi tiếng nè rồi cái bình này cái bình này nó giữ lạnh nè cũng đang sale hai bình còn có mười chín đồng chín chín bàn chải đánh răng hiệu Philips Sonicare cũng đang giảm giá 35 đồng off luôn mà tới hai cái luôn Wow mình nhớ ngày xưa khi mà nó mới ra các bạn biết không mình mua có một cái này thôi mà tới một trăm mấy chục đô chứ không phải hai cái đâu nha bây giờ hai cái có 134 là rẻ xà bông rửa chén sale 5 đồng 99 rẻ nè các bạn nhớ nha mấy cái này nó sale mà 15 tay là hết hạn rồi đó cho nên là khi mà mình thấy cái nào mình cần thì mình nên mua ha còn không cần thiết thì thôi Bên đây thì cái tủ cái bo này mình để ngoài mình đựng bỏ đá rồi mình cho mấy cái nước rồi vô nè Để ngoài trời mình chơi vào mùa hè nè cũng đang giảm giá Chi cũng giảm giá Rồi Beef Frank cũng giảm giá Nước nè nghe nói nước này cũng ngon không biết có bạn nào uống chưa Zero Sugar không có đường ở trong đây 12 đồng 49 mấy cái quần này đang giảm giá còn cái 999 nè. À. Ồ cái legging này rẻ nè, 999 mấy cái quần này giống như mình đi tập thể dục đó các bạn. Nè, cái này được nè. Mà lay quý tức là nó nhẹ, nó không có nặng á, mình thích đó, ba đồng off luôn. Quần jean của nam có 10 đồng 99 qua wow, sẽ rẻ dữ vậy ta? Rẻ đó. Cái nào rẻ mình nói rẻ mà mình đang so sánh giá của Costco với ở ngoài nha các bạn Wow mình đang cần cái này nè Có nhiều bạn hỏi tại sao cái da của Katie mượt mà Tại biết sao mỗi lần tắm xong là Katie sẽ thoa cái này lên là Katie dùng mấy chục năm nay rồi Dùng cho những cái da mà mẫn cảm dễ bị ngứa đó các bạn Thì mình tắm xong sạch sẽ mình lau khô là mình phải thoa cái này lên khắp người mình luôn thì khi mà mình làm như vậy á một thời gian dài sau á cái da của các bạn mịn lắm. Nó mịn giống như da em bé. Tại à. vì hả cái da của khi mà dùng cái này lâu ngày á cái da nó mịn lắm. Khi đang nói da tay nha, body nha, không phải da mặt nha các bạn, da mặt đừng có dùng cái này nha. TV TV thì đang giảm giá 75 inch có 800 đô. Wow cái này được nè cái này online luôn nha các bạn thí dụ như những cái mà người ta nói online mà cái giá á, thì người ta thường thường á người ta không có cho các bạn coi cái giá tại sao với hôm tại vì online với lại trong tiệm cái giá nó sẽ khác thí dụ như trong tiệm là cái này mình thí dụ nha mình không nhớ rõ là 14 đô rưỡi đi ba đồng rưỡi off thì còn 11 đô nhưng mà có thể online nó sẽ là 16 đô rưỡi hay 17 đô tùy theo cái món nào mà nó nặng là cái giá nó sẽ khác nữa nặng thì giá nó sẽ giống như là mất tiền hơn còn cái này thì các bạn nhìn nè cái tivi á có thể là cái giá ở trong Costco và trên online có thể giống nhau mình không nhớ nữa các bạn có thể coi nha nhưng mình nhớ thì tivi cái giá nó không có xê xích nhưng mà những cái vật liệu giống như đồ dùng trong nhà mình thấy cái giá có xê xích đó còn cái này là TV hiệu khác Hisense thì 55 inch có 399 thôi. Wow, TV riết giờ rẻ quá các bạn ha. Samsung 58 inch thì 429 Còn cái này là mình treo cái tivi mình lên đó các bạn Thì cái này hôm bữa lúc khi mua hỏng có sale các bạn ơi Wow hôm nay rẻ vậy Hôm bữa mình mua là không có sale một đồng nào luôn Được đó, được đó Nè bạn nào cần thì nhớ coi nha Apple Watch cái Đồng hồ đeo tay hiệu Apple nè 40 đồng off dành cho bạn nào thích đeo đồng hồ Ừ, cái này là Apple TV, 4K Cái này uh, remote control, 20 đồng off Ồ oh, cái bike helmet, cái nón đội uh, để mình đi xe đạp, 8 đồng off Còn hai bố chín chín Cái 9. gói chứ, cái gói này mình nằm trong nhà rồi mình coi phim này nọ đồ cũng dễ thương ha Đọc, đọc sách đồ, chín chín đồng, chín chín sen, Ồ cái này có lý nè Kitty đang cần cái này luôn các bạn ơi. Cái My Charge Power Hub này, All-in-One Charger. Wow, có 29,99 thôi. Để mà các bạn biết không, khi mà mình đi du lịch rồi đó, hay là mình đi đâu chơi xa đó, mình cần có chỗ để mà mình charge cái phone, cái này rất là quan trọng nha. Để mà mình có mình chó chứ không thôi Mình đang quay phim hay là mình đang ở ngoài đường Mà không có cái phone của mình nó hết pin á hay là mình đang trên xe phone mình hết pin mà mình chó không kịp á thì cái này nó giúp cho mình lắm tại vì cái này nó sẽ nhanh hơn nó chó nhanh hơn làm cái ở trong xe nha các bạn. Đó cái này nãy giờ là khi đi được mấy món khi đi cần mua rồi đó. Còn này là game. Oh, rồi ở đây luôn bạn nào dành cho bạn nào cái này dành cho bạn nào mà cần đi Hawaii gì. Hawaii gì đảo Oahu là cái thành phố Honolulu khi mà bạn nghe Honolulu Waikiki, cái đó là Waikiki là một cái cái khu, khu vực của thành phố Honolulu mà Honolulu là của đảo Oahu có nhiều bạn hỏi cho nên KT giải thích luôn. Thì cái đảo Oahu á, đó, đó Prince Waikiki là người ta nó là một cái resort nha các bạn. Người ta quay luôn cái phần resort fee 4 đêm mà 629 đô. Thì cái package của Costco lúc nào nó cũng rẻ hơn ở ngoài nha các bạn. Wow, rồi ở đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, nếu mà đi Los Cabos bên uh, Mỹ á, thì uh, 200 đồng saving cho người ta cho mình cái Costco shop card mà all inclusive tức là ăn uống là luôn trong đó luôn nha. Có bạn nào đi Los Cabos rồi nhớ review giùm cho KT giới khi chưa đi ở đây. Thì nếu mà đi Los Cabos hay Cancun hay Dominican Republic thì trong ba chỗ KT nói là bạn thích đi chỗ nào nhất? Uh, xin để dưới dùm Katy luôn. Tại vì sắp tới đây Katy cũng muốn đi Cancun nó nhưng mà đang băn khoăn uh, phân vân giữa ba nơi thì nên đi nơi nào. Mình có nghe một người bạn nói là đừng có đi đây, đi Dominican, Republic nó chán lắm nhưng mà, mà <laughs> không biết nữa mình thấy đẹp quá các bạn. Thì nếu như mà được đó, thì các bạn cho mình biết với ba chỗ thì bạn thích chỗ nào nhất và bạn thích ở khách sạn nào nhất thì cho Katy biết với nha. Kế đến Katy chia sẻ với các bạn cái cách mình book khách sạn hay là cái cách mình book xe qua Costco như thế nào thì trước hết bạn bấm vào trong Travel nè. Bây giờ trước hết là mình book khách sạn ở khu nào để mà gần khu Bosa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi hotel và car đi là cho khách sạn và xe luôn. Rồi mình để là thành phố Westminster nha. Để coi có không. Thì ví dụ như bạn đi 25 tây tháng 6 Bạn về 2 tây tháng 7 Bây giờ có hai người lớn Mà mình pick up xe ở đâu Thí dụ như mình pick up xe ở Los Angeles đi ha L-A-X Nếu mà bạn muốn muốn xe mà gần Ở khu của mình á Khu Little Sài Gòn á Thì bạn nên đi thành phố Santa Ana thì nó cách ở đây có khoảng 25 phút thôi Nhưng nếu mà bạn mà đi xa như Los Angeles đó, Cách tới khoảng một tiếng đồng hồ lận Mà còn kẹt, còn kẹt xe thì khoảng là một tiếng rưỡi Cho nên Katie khuyên là đi đây Nếu mà đi cái phi trường này á Thì thường thường cái giá máy bay á, nó sẽ mắc hơn Cho nên là tùy theo các bạn Mà bây giờ mình thử nha Mình thử tìm cái chỗ John Wayne nha Một tuần lễ mình đi Vừa khách sạn mà vừa xe luôn là 1610 Thì cái này là Hampton Inn Mình coi cái bản đồ nha Để xem nó ở đâu À thì nó nằm tuốt ở trên đây Ở đây là Cypress Thì nó hơi xa Mình muốn là nằm ở đâu gần gần cái khu để mình cho các bạn xem gần gần cái khu Westminster thì tại vì cái khu Westminster là khu Little Sài Gòn á thì tự đi chạy ra đây cũng khoảng 20 25 phút cho nên là um, Katie khuyên là không có nên đi xa như vậy nếu mà bạn thích đi chơi á đừng lái xe nhiều quá mình đi gần gần á thì nó khỏe hơn Anaheim nè khối do Anaheim để KT mở cái bản đồ cho các bạn xem đây là Little Sài Gòn nè. Khu này khu Bosa các bạn thấy không? Bosa. Đây là thành phố Fountain Valley. Còn bên đây là Garden Grove. Bên tay phải của các bạn là Santa Ana nè. Đó, đây là khu Santa Ana. Thì các bạn muốn ở vòng vòng ở đây. Ở giữa Westminster với lại Fountain Valley. Hay là Garden Grove cũng được. Nhưng mà thích nhất là ở thành phố Fountain Valley. Nhưng mà nó hơi mắc đó các bạn. Ở đây Sheraton Garden Grove Thì mình cho các bạn xem cái map nha Chỗ này cũng ok các bạn Thì uh, đây Đường Harbor nè Như Chỗ này cũng ok đó Nó không phải gần lắm nhưng mà cũng đỡ hơn cái tuốt ở trên Cypress Thành phố Cypress thì nó hơi xa Thì cái này ok nha Cái giá vậy là mình thấy rẻ nè Các bạn thấy không thì cái giá này á so với lại những nơi khác thì mình thấy rẻ tại vì tới khách sạn tới 7 7 ngày, 7 đêm mà cho xe luôn thì cái giá là ok đó. Còn thí dụ như mà các bạn muốn để mình thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình thử tìm thành phố Fountain Valley nha. Mình thích đi uh, phi trường John Wayne các bạn là bởi vì sao? Bởi vì nó gần á, cái gì nó cũng tiện. Mình đi Uber ra nó cũng rẻ hơn. Hay là tuy là cái vé máy bay nó mắc nhưng mà mình thấy nó tiện á các bạn. Không có đi xa, đỡ mệt nhọc. Thì ở đây các bạn thấy không? Ngay chỗ Costa Mesa, cái, cái thành phố này là thành phố nhà giàu á các bạn. Cái khu nhà giàu á, thì các bạn xem nha. Nhưng mà Costa Mesa, thành phố Costa Mesa, cái mall rất là lớn mà nổi tiếng ở thành phố và của ở dưới quận Cam á, là cái cái mo này rất là nổi tiếng nó đẹp lắm thì ngay chỗ đây 1927 là đã có khách sạn và có xe luôn cho các bạn thì quá là tuyệt vời luôn mà khó do hình như thường thường mình thấy là hình như là có bếp ở trong đó luôn á để mình cho các bạn xem cái map trước rồi Ok, thì nó nằm ngay đường hoa vào dưới rồi Slater cũng ok các bạn Thì từ đây chạy tới Đây, cái này là cái Miles War Park mà KT hay chia sẻ đó nó rất là gần luôn nè đó, Thì nó cũng vòng vòng ở đây Cái Costco là nó nằm ở đây nè các bạn Costco là nằm ngay chỗ này nè Đây, cái màu vàng này là Costco đó nha Chạy tới Costco cũng gần nếu mà các bạn cần muối gì trong Costco Còn ngay chỗ cái khu này, ngay chỗ Edinger với Brookhurst là nguyên cái khu châu Á ở đây Đi ăn, đi uống, nhà hàng đồ quá trời đây, Trà sữa là ở đây luôn ờ, Nhiều nhà hàng ngon lắm ở trong khu này Tức là từ đây chạy tới đây Mình nghĩ chưa tới 5 phút nữa đó Sát bên luôn Thì mình thấy ở đây được đó các bạn Nhưng mà để mình cho các bạn xem thêm như trong đây Bây giờ mình vô đây mình coi view detail Khối do thường thường mình nhớ là có bếp rồi luôn á Lâu quá mình không có vô đó ở giờ mình không có nhớ Learn more có một cái king nè sofa bed nữa là ở cũng được ba người đó tới lúc mình chọn cái xe mình bấm continue thì cái xe để cái giá đó đó là đây nè là cái xe này bốn chỗ ngồi năm chỗ ngồi cũng được budget cũng được ha cũng có lý ha là 1927 chín hai mươi bảy nè mà hôm nay các bạn phải trả 200 đô rồi đây nè continue nhưng mà được pick up xe ở đó luôn Các bạn đỡ tốn tiền Uber chạy tới chạy lui Mình tự mướn xe luôn Rồi bây giờ nếu mà mình không muốn cái đó Mình thấy nó mắc á Thì mình có thể quay ngược lại Mình tìm cái nào rẻ hơn Mình có thể thuê cái này Crown Plaza nè Cũng Costa Mesa luôn có ngàn rưỡi thôi Đó Mình cho các bạn xem ha Nên coi nó nằm ở đâu Costa Mesa thì nó cũng gần Khu này nó cũng an toàn đó, các bạn thì nó nằm bên kia đường nó xa hơn chút xíu nha cái hồi nãy của mình á là nằm ở đây hồi nãy là mình nằm ở dưới này nằm ở bên dưới này thì gần khu châu á còn cái này là mình qua mình qua cái freeway luôn qua freeway bốn lẻ năm mà nằm tuốt ở dưới này thì nó hơi xa cho nên là tùy theo các bạn hơi xa nói vậy chứ cũng thêm 10 phút thôi à 10 phút lái xe à, chứ cũng xa lắm nè hồi nãy là mình ở tuốt ở dưới này nè ở dưới đây này là Costco, này là khu Châu Á, thì nếu mà nó càng xa thì nó sẽ càng rẻ hơn chút xíu. Anh đây câu gọn nào rẻ không? Có cái đó là rẻ nhất thôi các bạn. Rồi cái mấy cái uh, Avenue of Art, cái này thì hơi đắt một chút xíu. Hilton, Hilton là ngàn bảy, ok nè. Hilton để mình cho các bạn xem, mình thấy cái này được nè, mình cũng thích Hilton. Marriott cũng good ít ra các bạn có một cái idea là thật sự là nó nằm ở đâu có xa khu châu Á không cái này thì nó xa khu châu Á một chút xíu giống như mình nói lúc nãy luôn cái Crown Plaza cũng nằm nằm ở đây rồi vậy là mình đi coi cái kế tiếp nha vậy là cái khó do là gần nhất ha Marriott rồi vô coi Marriott luôn mình nghĩ chắc cũng cỡ đó luôn á các bạn chắc cũng ở gần gần đó rồi Marriott thì nó gần hơn chút xíu đây nè cái South Coast Plaza cái mỏ ở đây nè cái marriott nằm ở đây còn cái um, à ok vậy là mấy cái này cũng gần gần nhau ít ra nó mấy cái nãy mình coi là nằm bên đây còn này nằm bên đây thì nó gần hơn được chút xíu nha các bạn vậy thì so far mình thấy cái khối do là ok nhất gần nhất tùy theo nhu cầu của các bạn muốn ở gần mo không tại cái mo nằm ở đây hay là các bạn muốn ở đâu đó, nhưng mà ở đó thì ở gần Costa Mesa nó cũng có nhiều cái hay Giống như nhà hàng chung quanh đó ăn ngon nè Mà khu sạch sẽ nhộn nhịp ờ, Nhộn nhịp nhưng mà nhiều người uh, người Mỹ nè, châu Á nè Nói chung là uh, cái khu ăn uống vui chơi các bạn Nhưng mà không phải là cái khu của châu Á mình Châu Á là nằm ngay chỗ uh, khu xa Tùy theo nhu cầu của các bạn ha Ở đây thì có do Santa Ana để mình coi nằm ở đâu nha thì nó nằm ở dưới 55 thôi cái này thì mình thấy nó hơi xa rồi ha là các bạn cũng biết cũng có cái khái niệm là khách sạn và xe thì cái giá như thế nào thí dụ như bạn chỉ muốn muốn xe thôi hay là hotel thôi thì bạn bấm này thí dụ hotel thì bấm vào đây còn xe thì bấm vào đây đó thì nó cũng rất là đơn giản phải không ạ bây giờ thử mình muốn khách sạn nha mình muốn khách sạn ở Fountain Valley để coi có không nha hai đi 25 Các bạn nhớ khi mà đi có trẻ em á, là phải bỏ vô đây nha Nếu mà có trẻ em bao nhiêu tuổi là mình phải bỏ vô đây á. Rồi mình đi xuống Holiday Inn custom à. mình không thấy ở trong thành phố Fountain Valley luôn nha các bạn Irvine thì có hai á Anaheim thì mấy cái này là nó hơi xa nó hơi xa các bạn nó không có nằm trong thành phố Valley. Lý do tại sao Kitty muốn giới thiệu các bạn thành phố Fountain Valley, Costa Mesa, các bạn mà ở xa tới mà chưa có rành á, thì nên ở hai cái thành phố đó tại vì nó an toàn á. Nó mắc hơn chút nhưng mà nó an toàn nha các bạn và nó sạch sẽ. À, xin nhắc lại là khi quay này lại chia sẻ với các bạn gần xa chứ khi không có commission hay là được cái gì từ ở đây hết nha các bạn. Mình không có được trả tiền gì khi mà mình quay mấy cái này hết á Nhưng mà rất rất nhiều bạn ở xa tới bỡ ngỡ Chưa bao giờ tới Cali Không biết ở đâu Thì chi um, mới quay cái này Có nhiều bạn nói là chia sẻ Tại vì không biết đi đâu ăn hay là ở đâu Thì đây video này sẽ giúp cho các bạn Thì mấy cái này là nó xa Ngay chỗ trung tâm thành phố Fountain Valley Thì chị không thấy nha Nhưng mà Costa Mesa là gần nhất không có xa đâu các bạn bây giờ mình thử mình mướn xe nha các bạn ví dụ như mình mướn xe thì thử xem cái giá tiền như thế nào thành phố là Santa Ana thiết cấp là Santa Ana John Wayne nè rồi mình mướn là 25 tay mình check out là hai tay Pick up time thì các bạn nhớ thay đổi theo cái giờ giấc của các bạn nha Nhưng mà nếu mà được á, thì cố gắng làm trong cái window 24 tiếng Ví dụ như mình pick up 10 giờ thì mình trả 10 giờ Thì như vậy cái giá tiền nó sẽ chính xác Rồi, thì một tuần lễ 7 ngày 7 đêm á, các bạn là 527 Thì tính ra là cái xe này là cái xe không phải SUV Chỉ là cái xe nhỏ nhỏ bình thường thôi nha Tùy theo mình muốn cái xe nào và mình muốn cái công ty nào đây cái công ty mỗi cái công ty cái giá tiền sẽ khác nhau bạn thấy không nếu mà đi Alamo thì là 576 đô còn đi budget thì 528 tùy theo mình thích cái công ty nào Enterprise Avis thường thường khi đi thì khi rất là thích đi mấy cái SUV như là cái này nè mấy cái này nè mấy cái xe này KT thích hơn thì thí dụ như 585 đô 585 mà chia cho 7 là 83 đô cho một ngày. Sau đó người ta sẽ hỏi các bạn có muốn bỏ mấy cái booster seat với trẻ em á. Nếu mà không cần thì thôi mình bấm continue. Đó, 584. Các bạn thấy không? Thì cái giá này mình không thấy rẻ nhưng mà nó sẽ uh, rẻ hơn ở uh, những nơi khác, cũng an toàn tại mình book qua bên Costco thì mình cảm thấy mình đỡ lo là bởi vì mình có kinh nghiệm rất là xấu khi mình book ở trên online uh, giống như là người ta không có cái xe lúc mà mình đi tới mình phải cấp người ta không có xe đó các bạn, cho nên là nếu mình bước qua Costco thì Costco sẽ giải quyết vấn đề dùm cho mình, hay là các bạn có thể bước thẳng mà thường thường bước thẳng thì khi thi thấy là cái giá nó sẽ cao hơn chút xíu, thì tùy theo các bạn muốn bước ở đâu, cái này là khi chia sẻ cho bạn nào. Ờ, có membership của Costco thì lên Costco thì bút như vậy nó sẽ rẻ hơn chút xíu ha và các bạn ơi video tới đây cũng dài rồi mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha mến chúc các bạn một ngày vui vẻ an lành và hạnh phúc nếu như thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh cây nha cái nút like nó có nhiều ý nghĩa với mình lắm nó cho mình có nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video mới để phục vụ với các bạn gần xa và nếu được thì chia sẻ cái video này với cây thi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn mến chúc một ngày vui vẻ an lành và hạnh phúc nha Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ờ, ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.